bác nhá. Em lại có mặt ở vườn cây. Lúc nào cũng là vườn cây sinh ra và lớn lên gắn liền với nghề cây. Em lại xin được giới thiệu với các bác về giống mít ruột đỏ sơ đỏ của Malaysia. Quá trình hôm nay em chia sẻ về mít ruột đỏ Malaysia thì cũng sẽ có những cái tâm sự gọi là ngoài lề với các bác về cái cây mít ruột đỏ Malaysia này, và cũng là tâm sự về cái công việc bán cây của em, chuyển hàng, bán cây, giao cây đi cho khách của em nó như thế nào. Các bác, mời các bác theo dõi cái video của em nhé. Cái lô mít này về cũng để cũng đã gọi là ổn định rồi. Hôm nay em vừa tưới xong. Những cái khách lẻ, khách biết vườn, đến vườn thì không kể. Những khách buôn đến vườn lấy cây cũng không tính. Và khách buôn thì người ta biết nhà em rồi. Không cần cũng không phải giới thiệu nhiều thì các bác cũng hiểu cái nghề của bọn em. Mỗi người một công việc, mỗi người một cái nghề. Có những khách gà hàng mà em phải đi ra tiết tận ngoài đường 5 đón về đây. Các bác vào đây cũng không phải là, các bác cũng chỉ vào để xem vườn em như thế nào và muốn biết thực tế cây như thế nào. Nhiều khi vào chỉ mua một cây, hai cây, nhiều khi cũng không mua cây nào đâu. Hẹn lần sau quay lại và lần sau quay lại mua. Nhưng em rất là quý, bản thân em rất là quý các bác. Rất là quý cái tâm huyết, rất là quý cái tình cảm mà các bác đã dành cho cái kênh Trần Trọng Phạm của em và cái vườn ươm cây, cái vườn làm cây, sản xuất cây của nhà em ở đây. Bản thân em không mong muốn gì hơn là được đưa đến cho người rồng, đưa đến cho bà con trồng và làm kinh tế từ nông nghiệp những cái loại cây mà nó năng suất kinh tế nhất, nó có giá trị kinh tế nhất để chúng ta làm giàu. Nếu mà các bác giàu lên nhờ những cái cây mà em đã bán sang cho các bác, thì đấy cũng là một cái điều may mắn của cá nhân em. Một cái điều mà em hay bất cứ cái người nào làm trong nghề cây đều phải vui mừng và đều phải hãnh diện. Cái lô mít ruột đỏ sơ đỏ này, hàng này của em thì lô này về thì khá là bụ bẫm, gốc rất là to, phân rưỡi 2 phân. Nhưng mà mầm ghép thì vẫn đang hơi ngắn, mầm ghép chỉ tầm có 5-7 phân, dài nhất là được 20 phân thôi. Thế nhưng mà vì là mít nó ưa thời tiết nắng nóng, khí hậu nắng nóng, nên là chúng ta cứ để bình thường, cứ để tầm 10 ngày nữa là cây nó sẽ đã lớn rất là nhiều rồi. Cái mít ruột đỏ Malaysia này rất ưa với thời tiết khí hậu của Việt Nam. Có những cái chia sẻ của các bác nói với em là chúng tôi dòng cây thì chúng tôi cái đất như này, đất như này, đất pha cát, hay là đất Tây Nguyên, hay là những đất như là Sơn La, Lạng Sơn, thì có trồng được mít ruột đỏ sơ đỏ không? Em xin chia sẻ với các bác là bản thân của mít ruột đỏ Malaysia nó là một cái dòng mít thích nghi với nhiều cái thổ nhưỡng, thích nghi với nhiều cái khí hậu khắc nghiệt. Mà khí hậu của Việt Nam ta thì không phải là khắc nghiệt. Nếu không nói rằng khí hậu của Việt Nam ta rất là, em thấy khí hậu Việt Nam mình rất là dễ chịu đấy chứ ạ. Đấy, thế cho nên không chỉ cây mít mà rất nhiều loại cây nó sinh trưởng rất là tốt. Đơn giản như cái cây bơ của em. Cây bơ của em hôm trước về lấy từ trong Đắk Lắk ra đây, đem giống bơ 034 từ Đắk Lắk về Hà Nội. Cây hạ xuống khỏi xe nó héo teo héo tóp các bác ạ. Nó héo teo héo tóp. Thế mà em để em tưới nước 2 ngày 3 ngày. Bây giờ cây nó hồi lên, nó đẹp mỡ màng kinh khủng. Thực ra là ở đây em không chăm bón một loại phân gì, nên là các bác cứ yên tâm khi các bác về rồng. Việc duy nhất các bác cần phải làm đấy là các bác bóc cái bầu này ra cho em. Các bác bóc cái bầu sơ dừa này ra, rũ hết cái sơ dừa này đi. Vì sơ dừa này em đã nói rất nhiều lần là nó chỉ có tác dụng giữ ẩm, chứ nó chẳng có tác dụng gì cho cây cả. Nó không phải để tốt. Trong quá trình người ta đóng sơ dừa này thì người ta chỉ trộn vào một tí lân thôi. Lân thì có tác dụng là kích rễ ra, làm xanh. Thế các bác rũ cái sơ dừa này ra và các bác lấy cái miếng đất vuông ở bên trong gốc cây, các bác trồng thẳng xuống cho em. Đấy là cách tốt nhất để cho cây nó bén rễ nhanh và phát triển nhanh nhất.
Sau 1 tháng trồng đến 2 tháng trồng, các bác cho phân kích cho em để cho cây nó bật lộc thật nhanh. Chứ không cần các bác làm gì nhiều đối với cái cây mít này cả. Mầm ghép mít ở đây của em tuyệt đối lúc nào cũng là hàng đẹp xịn sò thì em mới đưa chuyển cho các bác. Có một anh khách ở Quảng Ninh ngày hôm qua mua hàng của em nói như thế này: cô ơi, anh ở xa lắm, anh không về được, cô phải chọn hàng đẹp cho anh nhớ. Anh thì giá 60.000 thì anh nghĩ là hàng nó không được đẹp, 70-80.000 thì hàng trung bình. Thôi cứ lấy cho anh hàng 100, cây 100 đi, cao 1 mét, to khỏe, cho nó đẹp, cho nó khỏe cây, rồng cho nó thích. Thực ra thì khách hàng thì cũng sẽ có người này người kia, không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng 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 thoải mái. Vì mỗi người làm ra đồng tiền nó một khác nhau, mỗi người làm ra kinh tế nó một vất vả khác nhau, cái này em rất hiểu, rất thông cảm. Bởi vì thế nên là khi mà có những cái khách hàng yêu cầu cây đẹp thì em vẫn phải chọn từng cây cho thật đều, thật đẹp để em gửi. Có những khách hàng đến tận vườn em tự tay nhặt cây nhưng không bằng em nhặt em chọn đưa cho các bác ý. Nhưng mà vì các bác ấy thích thì để cho các bác ấy được chọn theo ý thích của các bác ý. Nên là cái khách mua lẻ đến vườn em, rồi những khách mà vào vườn tự nhặt cây, sau có kêu là cây tôi nhặt nó xấu thì cũng là do tay các bác trồng, các bác nhặt, không phải là em nhặt cho các bác. Còn vườn của em thì cây bạt ngàn ra thế này, hàng nào cũng như hàng nào, cây nào cũng như cây nào, đều như chia, đẹp như tranh. Nên là các bác đến vườn em, khi các bác gọi điện họ cho em ấy, bảo em là tôi mua 2 cây thôi, cô gửi về chỗ này chỗ kia cho tôi, hoặc tôi mua 5 cây thôi. Chia sẻ thật sự là có rất nhiều khách của em ở trong khu vực Gia Lâm thích mít rùa đỏ, sơ đỏ Malaysia lắm, đến tận vườn. Nhưng có những người không đến, rất là ngại đi, bảo em là gọi shipper đi, gọi ship đi rồi đưa vào tận nhà. Bản thân em không ngại gọi shipper các bạn, em không ngại gọi. Nhưng khi các bạn shipper đòi giá mà đi tầm khoảng 15 cây số đòi 100 nghìn thì các bác lại bảo là sao đắt thế, sao lắm thế, cái cây có 80 nghìn thôi, với cái cây có 60 nghìn thôi, 2 cây có 160 nghìn mà nguyên tiền xe ôm đã mất 100 nghìn rồi. Thật sự với các bác là em nghe thấy bản thân em cũng buồn lắm. 100 nghìn là xe ôm, đấy là của bạn xe ôm, bạn ấy đi thì bạn ấy hưởng. Đấy là công sức, cái nghề của bạn ấy để bạn ấy hưởng. Cái đồng tiền đấy bạn ấy hưởng. Vì bạn bỏ mồ hôi công sức để đi đưa đến tận nhà cho các bác, vì các bác không muốn đến nơi lấy thì các bác phải chấp nhận. Chứ bây giờ các bác lại muốn là giá cây có 80 nghìn một cây, 2 cây đưa đến tận nhà mà em chuyển đến tận nhà cho các bác mà không có tiền ship, thì em cũng chia sẻ luôn với các bác là một cây ấy em lãi được 5 nghìn, 2 cây mới lãi có 10 nghìn đồng cho đơn bán lẻ. Còn bán buôn thì một cây chỉ lãi 2 đến 3 nghìn cho đơn 100 cây, 200 cây. Thì đương nhiên là các bác mua 2 với 3 cây thì không bao giờ em chuyển đến tận nhà cho các bác được. Có bác thì gọi điện cái xong thấy nói thế cái thôi nhá, thôi nhá, tắt bụp máy luôn, chẳng kịp chia sẻ, chẳng kịp nói gì cả. Thực ra thì em không phàn nàn, cái nghề của em nó là nghề làm dâu trăm họ, nhưng mà dù sao cũng cảm thấy vui vì 100 người đến mua cây của em thì mới chỉ có 2, 3 đến 4, nhiều nhất đến 5 trường hợp như thế thôi. Còn tất cả mọi người dòng cây em bán cho, em đưa đến thì các bác đều vui vẻ, các bác đều rất là có vẻ gì đấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu, phản hồi rất là tốt về cái cây giống này. Các bác nói là cây rất là đẹp, cây rất là ưng. Thực ra em cũng sống bằng nghề cây nên là được các bác chia sẻ, được các bác ủng hộ, bản thân em là người đầu tiên cảm thấy vui. Cái thành quả mà các bác làm ra em cũng là người được hưởng theo. Nên là em rất là muốn trong quá trình em làm video, hay là em bán cây, hay là trong quá trình em nghe điện thoại, hay em quay video, nếu như có những cái lời nói nào mà nó không được vừa lòng các bác thì các bác cũng phải thông cảm cho em. Là bởi vì trong một ngày em phải nghe đến 200-300 cái cuộc điện thoại, chưa kể vào phải nhắn tin trả lời Zalo. Có người nhắn tin Zalo được khoảng 2 ngày, 3 ngày em còn chưa kịp trả lời thì đã vào chửi té le rồi. Thế cho nên là nhiều lúc cũng 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 bức xúc, cũng buồn, cũng bực.
Nhưng mà các bác cũng mong các bác thông cảm cho em là bởi vì Zalo thì một ngày 100 người nhắn tin thì những cái Zalo của các bác chưa kịp trả lời thì người đã bị đẩy xuống dưới rồi. Đấy. Cho nên là không phải là em không muốn trả lời, mà lúc các bác nhắn tin thì em đang bận và đến khi em mở ra thì đã bị trôi. Nên là cũng không biết làm gì cả, cũng rất là mong các bác thật sự là thông cảm cho em. Rất là mong các bác thông cảm hết sức cho em. Hôm nay em muốn chia sẻ rất nhiều về cái miết rùa đỏ sơ đỏ cho các bác. Ở đây của em có miết rùa đỏ sơ đỏ hàng 60.000, vẫn là đều hàng 60.000 các bác nhé. Vẫn không thiếu hàng 60.000 cho những khách hàng lấy đi bán ở các tỉnh. Và hàng 80.000, hàng 80.000 cho các bác rồng không cần yêu cầu cây cao đến 1 mét, cao mập mạp. Và hàng 100.000 cho những khách nào mà cần trồng cây khỏe và phải đẹp. Còn đặc biệt hơn là hàng to, hàng cao 1m3 hoặc là hàng gốc to hẳn như chuôi dao, chuôi liềm cho những bác nào có nhu cầu trồng về cây to, gốc khỏe. Đấy là tất cả những hàng miết rùa đỏ sơ đỏ Malaysia tại vườn em đang có. Những cái video em chia sẻ chỉ mong đến những các bác giống cây, làm sao mà các bác lựa chọn được những cái giống cây mà các bác ưng ý nhất và các bác mua được giống cây mà các bác cần. Chứ không phải mua cái giống cây về mà rồng 2-3 năm sau các bác phải chặt bỏ nó đi hay là các bác phải thay thế bằng cây khác. Cái thời gian 3 năm hay 2 năm để chờ một cái cây ra quả, nó là công sức vun trồng, nó là công sức để các bác tưới tắm chăm nom, nghĩa là bỏ cả tâm huyết của mình vào. Thì khi nó ra một cái quả mà nó không ưng ý, mua ruột đỏ sơ đỏ mà nó ra ruột vàng, nó ra siêu sớm, thì đúng là chả biết nói như thế nào, bức xúc, bực tức, cũng ức nữa, mất tiền mà lại bị lừa mà. Nên là dù các bác mua cây của em tại vườn em hay các bác mua cây ở vườn ai, đến với vườn ai cũng thế, các bác đến lấy hàng nhiều, số lượng nhiều thì em bán cho các bác theo đơn sỉ của 100 cây, 400-500 cây hay 1.000 cây. Các bác đến mua lẻ thì các bác chấp nhận đắt hơn 3.000, 5.000 một cây theo giá lẻ. Tuy nhiên em ở đây có một cái quan điểm rất rõ ràng: bán hàng thì phải đúng giống, chuẩn giống, có cây gì bán cây đấy. Hết hàng là phải lấy ngay hàng, phải nhập hàng về ngay để lúc nào vườn cũng được đầy cây cối, phục vụ nhu cầu trồng của các bác, trồng cây, trồng vườn cho các bác. Chứ không để vườn trống, quan điểm của em là không để vườn trống. Hai vườn nhà em lúc nào cũng chặt cứng cây. Nếu vườn này hết cây thì vườn trên kia lúc nào cũng phải đầy cây. Mà vườn này đầy cây, vườn trên rỗng cây thì phải đưa khách về đến vườn này để có đủ điều kiện, đủ cây để đưa cho các bác trồng. Mà quan trọng nhất là phải có đủ mặt hàng để các bác khi đến đây có thể phân biệt được mít nào là mít ruột đỏ sơ đỏ, cái nào là ruột đỏ sơ trắng, cái nào là ruột vàng, cái nào là ruột nghệ, cái nào là mít quả dài và đâu là mít không hạt. Trên đây là những cái video của ngày hôm nay em được chia sẻ với các bác về mít ruột đỏ sơ đỏ. Ở đây vẫn có đầy đủ các loại mặt hàng cho các bác để các bác lựa chọn. Rất mong các bác chia sẻ và ủng hộ cho kênh của chúng em, cũng như là ủng hộ cho nhà vườn của chúng em để vườn chúng em được phát triển hơn, cũng như là em được đưa cây trồng có uy tín, có thương hiệu đến tay bà con trồng cây nông nghiệp nhé các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Tạm biệt các bác.